xin chào các bạn đã đến với Hà Nội Flycam. Điểm đến ngày hôm nay sẽ là một địa điểm vô cùng độc đáo và thú vị. Nếu bạn nghĩ rằng chùa Bằng Vàng chỉ có ở xứ sở chùa Vàng Thái Lan, thì chắc chắn bạn đã nhầm, bởi chẳng cần đi đâu xa, hành trình tới hành hương nơi linh thiêng mà vô cùng tráng lệ ấy giờ đã nằm trong tầm tay của bạn. Và đó cũng chính là địa điểm mà ngày hôm nay Hà Nội Flycam sẽ giới thiệu tới quý vị. Chỉ với 1 giờ di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội là bạn đã có mặt tại chùa Phúc Lâm Hưng Yên. Ngôi chùa Giác Vàng được mệnh danh là Thái Lan thu nhỏ đang khiến dân tình sôi sục check-in hiện nay. Chùa Phúc Lâm tọa lạc tại thôn La Mát, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 48 km về phía đông nam. Chùa Phúc Lâm là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách. Ghé thăm ngôi chùa này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp siêu lòng tại chốn tâm linh. Chùa bao gồm 4 tòa tháp, có nhiều pho tượng Phật lớn và mang vẻ thiêng liêng, huyền bí, nhưng cũng không kém phần thanh tịnh và an yên. Đến với chùa Phúc Lâm, du khách không chỉ được vãn cảnh đẹp mà còn được cầu tài, cầu lộc đầu năm tại ngôi chùa linh thiêng này. Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình trong không khí trong lành và thanh bình của khung cảnh nơi đây để giải tỏa những muộn phiền. Cách di chuyển tới chùa Phúc Lâm, Hưng Yên cũng rất thuận tiện, có thể đi bằng xe khách, xe buýt hoặc xe máy tới chùa với khoảng cách không quá xa Hà Nội. Và đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm không có khói bụi thành phố trong những dịp nghỉ lễ hay dịp cuối tuần. Với kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, ngôi chùa không chỉ là niềm tự hào của người dân Hưng Yên mà còn là điểm đến tâm linh của người dân trong vùng. Và gần đây đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương. Hãy cùng tới và trải nghiệm nơi được mệnh danh là chùa vàng Thái Lan của Việt Nam. Và Hà Nội Flycam tin rằng đây sẽ là địa điểm không khiến bạn phải thất vọng.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video này của Hà Nội Flycam thì hãy like, chia sẻ và đừng quên đăng ký để nhận những video mới nhất. Chào các bạn đã đến với Hà Nội Flycam. Điểm đến ngày hôm nay sẽ là một địa điểm vô cùng độc đáo và thú vị.